Mỹ Linh 2023, chị đại đỉnh nhất chị đẹp, phá đảo cõi mạng về cách hành xử đẳng cấp. Với tất cả những gì đã diễn ra trong năm 2023, Mỹ Linh xứng đáng nhận được sự yêu thương chân quý từ khán giả. Ngoài việc ghi điểm nhờ sự máu nửa nhiệt tình ở chị đẹp, Mỹ Linh còn mời được ban tổ chức giải thưởng đàn sóng xanh, trao cho giải thành tựu vì có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà. Tại lễ công bố đề cử bình chọn của giải thưởng làn sóng xanh 2023, ban tổ chức chương trình cho biết quyết định trao giải thưởng thành tựu làn sóng xanh cho Mỹ Linh. Giải thưởng này được đánh giá là xứng đáng bởi sao về mặt chuyên môn, Mỹ Linh đã là cái tên quá đỉnh. Hát hay, kỹ thuật vững vàng lại còn là cô giáo thanh nhạc, Mỹ Ninh xứng đáng được vinh danh như một trong những tượng đài âm nhạc với người hâm mộ. Mỹ Ninh sinh năm 75 năm, đến nay nay cô đã có 30 năm hoạt động với vai trò ca sĩ. Năm 91, Mỹ Ninh tham gia chương trình giọng hát hay, phát hành truyền hình toàn quốc lần thứ hai và giành huy chương vàng cùng với giải dành cho người hát về thầy cô mái trường hay nhất. Trong số sự nghiệp của mình, Mỹ Linh đã phát hành 10 năm album phòng thu, trong đó album Tóc Ngàn phát hành năm 98, đánh dấu sản phẩm đầu tiên cô hợp tác với ban nhạc anh em, trở thành một cú hích mạnh với thị trường nhạc nhẹ. Khi trước đó chưa có ekip hay nghệ sĩ nào thực hiện một sản phẩm trẻ trung, chất lượng song không hề xa với thẩm mỹ đại chúng. Đại chị đẹp đạp giả sẽ sóng, Mỹ Linh là một trong bốn chị đại cùng góp mặt. Tuy nhiên nếu như Lệ Quyên gây tranh cãi vì loạt ồn ào liên quan đến năm Bảo Châu, hồng nhung từng vướng drama vì kiểu ngồi vắt chân lên bảng tên bài hát mỹ ninh chỉ nhận được lời khen tại cuộc đua năm nay mỹ linh là đàn chị duyên dáng vui vẻ các em làm gì cũng được các em muốn dựng bài thêm thắt chiêu trò ra sao thì chị cũng chiều mỹ ninh hài hước nói đùa chọc kẹo các chị đẹp khác thậm chí nữ ca sĩ còn pha trò để dung tùng các cố vấn cách thể hiện của mỹ ninh tạo cảm giác vừa phải dễ chịu chứ không ồn ào hay cố tỏ ra mình là chị đại không còn là diva chỉ đứng một chỗ để hát Mẹ Ninh vượt qua nỗi sợ của chính mình để nhảy múa luận vòng trên không, rồi sạc chân múa võ như vũ công chuyên nghiệp. Xem Mỹ Ninh trình diễn ở vòng công diễn 2 và công diễn 3, khán giả cứ gọi hù hét vì thích thú. Chẳng ai có thể ngờ phù vân giáo chủ đình đám nàng nhạc Việt lại có thể chịu chơi đến vậy. Thêm nữa Mỹ Linh còn là chị Đại, có cách ứng xử cực khéo nèo tế nhị. Dù cùng đội và các chị đẹp hát yếu như Diệu Nhi, Mỹ Ninh vẫn tỏ ra vui vẻ còn bày trò tạo tiếng cười. Mẹ Ninh thoải mái khen tặng đàn em, nhìn nhận đàn em ở khía cạnh họ giỏi nhất chứ không tìm kiếm khuyết điểm. Khi các chị đẹp lợi quên phương vi tức giận ai đó, tổ chơi xấu dùng chiêu trò dìm người khác, Mỹ Ninh cũng nhẹ nhàng chấn an, khuyên nhủ. Những ngày cuối năm khi được chút thư thả, nhiều tháng vất vả tập luyện chương trình chị đẹp, cũng là lúc nhìn lại chặng đường. Những kỷ niệm đẹp mình sẽ không bao giờ phai, nhìn ngắm các chị em tập luyện những giọt mồ hôi và cả những giọt máu hồng rơi xuống vẫn không làm cho nụ cười của các chị bớt đi. Mình thấy yêu thương các chị em, thấy cảm động vô cùng. Mình chợt nhận ra vẻ đẹp của một xã hội thu nhỏ, đầy đủ mọi sắc thái, hỉ lộ ái ố. Nhất định rồi nó là như thế, nhưng có một thứ khác là tâm thế của mỗi người như một tấm kính để nhìn vào mọi sự vật, mọi hoàn cảnh xung quanh. Kính của anh nào bớt đục, bớt bụi bám thì mọi thứ sẽ đẹp hơn và có nhiều trải nghiệm năm cũ sắp qua năm mười sắp sang, mình mong chị em chín bảo năm mười có bao nhiêu đầu mà trả thương nhau. Hãy dành cho nhau những lời dịu dàng khi còn có thể. Nỡ mai muộn thì sao?